Vâng kính chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của dân Trịnh chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức ạ, lại là em đây. Các bác đi qua thì cho em dân xin một like, một đăng ký kênh để em có thể thêm nhiều động lực, ra thêm nhiều mặt hàng sản phẩm để phục vụ quý cô bác anh chị các bác nhé. Đấy, vâng đầu tiên em xin giới thiệu một số mẫu sản phẩm bên em đang có và phân phối ạ. Đấy, đầu tiên thì em xin giới thiệu với các bác là mẫu sản phẩm là, đó là một em dao nga, dao nga các bác nhé. Đấy, em dao nga một sản phẩm rất là tuyệt vời nhé một sản phẩm rất là tuyệt vời và đẹp nhé đây các bác nhé đây. nó có bao nhìn rất đẹp nhé đấy lại để lộn bao rồi đấy. nhân viên sắp đặt này chết đấy em dao nga này đây em xin review cho các bác em dao nga này nhé các bác nhé em dao nga này thì chất liệu thì là bằng thép này đấy, lưỡi dao nhìn rất là đẹp này đấy, em nói thật với các bác là các bác nhìn bên trong video đã đẹp như này rồi em ngoài đời các bác nhận dao này. chưa bác nào đặt dao này về mà chê được cái mẫu dao này có nó rất đẹp nhé ấy mà cầm rất là vừa tay gọn tay nhé Đấy. con này các bác có thể đi rừng đi chơi đi phượt này gọt hoa quả này Đấy, đi cắm trại này gọt cành cây này em nói thật bác rất là tuyệt vời nhé Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu đây của nga đây có chữ tiếng nga em nói thật là em cũng không hiểu là cái chữ này viết như thế nào thôi Đấy. các bác đặt hàng thì liên hệ qua với em có số hotline 0982 nhé 8340004 em dân đến từ tiêu động bình lục hà nam các bác nhé Đấy này một mẫu em giao có vỏ bọc đồng hoàng nhé rất phù hợp rất tiện cho các bác là để vào ba lô nhé các bác khi mà các bác đi chơi nhé đi du lịch nhé rất là tiện nhé đấy mẫu dao này rất là đẹp đấy rất là tiện để vào trong vỏ bao này rất là đẹp nha các bác nhé đấy một sản phẩm rất là tuyệt vời sản phẩm này thì em đang bán với giá là 250.000 đồng các bác nhé 250.000 đồng các bác đặt hàng thì liên hệ cho em dân đấy các bác cứ nhắn tin qua zalo hoặc là vào số điện thoại của em đấy em rất vui lòng được phú, có quý bác. Đấy, tiếp theo cũng là một mẫu dao để gọt hoa quả thôi. Đấy, mẫu dao cũng nữa để gọt hoa quả nên em muốn giới thiệu đến các bác. Đây, là em cao Colombia này. Đấy. Nó tuy nó nhỏ bé nhưng mà rất là tiện lợi như các bác nhé. Đấy. Chúng ta có thể cầm đi bất cứ đâu mà rất là nhỏ gọn thôi. Này, các bác nhìn này. Chưa chưa vừa chưa chiều dài chưa bằng một cái bàn tay đặt lên đây cơ mà. Đấy, nên là nó rất là thuận tiện cho chúng ta nhé. Đấy. Sản phẩm này thì em đang bán với giá là 180.000 đồng các bác nhé 180.000 đồng thôi Đấy. Nhưng mà nó rất là tiện lợi Đấy. Rất là hữu ích cho chúng ta Đấy. Không có gì có thể chê được Nói thật là rất là tuyệt vời Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là mẫu Mẫu uh, khò ga này Mẫu khò ga này thì chất liệu của nó thì bằng đồng các bác nhé Đấy, chúng ta chỉ việc lắp vào bình ga mini Đấy, nhưng mà con này lại có một nhược điểm nó là không được tự đánh lửa, đấy chúng ta phải tự mồi lửa cho cái sản phẩm này, đấy các bác đặt vào bình ga các bác xoáy vào, rồi rồi các bác mở một tí này ra xong các bác đại mồi lửa, đấy là nó sẽ lên, đấy nó rất là tốt, nói sản phẩm này nó bất tiện cái cho chúng ta là nó không có tự đánh lửa, thế nhưng nó có một cái lợi thế cho chúng ta nó là bằng đồng, đấy mà sản phẩm này rất tốt và bền bỉ, đấy dùng sử dụng thì rất tốt, đấy thì uh, cả các bác đặt hàng thì liên hệ giúp em qua số hotline 0982834004 đấy, em dân rất vui lòng được vụ quý bác và anh chị nhé đấy, và đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là mẫu bơm 2 ti đây mẫu bơm 2 ti đây đấy, mẫu này thì là của thương hiệu là của đến từ các anh bạn Nhật Bản của chúng ta đấy đấy các bác nghe tiếng chưa đấy kêu rất giòn và nhẹ nhé em, dùng tay em ấn rồi đây các bác nhìn này em nhìn dùng tay em ấn rồi này đấy thế mà nó đã ra hơi kêu thì rất khỏe rồi đấy nó rất khỏe và phù hợp cho chúng ta đấy, Chúng ta có thể dùng uh, Các bác có thể để đấy, Các bác có thể bơm xe đạp, xe máy Thậm chí ô tô con các bác cũng có thể bơm được nhé đấy, Cái nào mà bơm hơi nào Mà trọng tải không quá được 4kg À không quá 5kg đấy, Thì chúng ta có thể bơm được nhé đấy, Nếu mà trọng tải lớn hơn thì uh, thực sự ra là nó Có khả năng nó sẽ bơm được Nhưng nó sẽ rất là hại bơm mà chúng ta sẽ không sử dụng được lâu bền nhé Thì cái mức em khuyên dùng cho các bác là Từ 4, đến... cao điểm nhất là từ 4 đến 6kg thôi nhé Đấy kịch kim là 6 kg, còn em nó thật với bác là 8 kg thì 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 là là, là cũng là rất là, là kinh khủng rồi. Đấy. Tiếp theo thì em xin thì em xin giới thiệu với các bác đây. Một mẫu m, đây. lưỡi cắt gạch đây. Em đang phân phối đây. À lưỡi cắt sắt. Đấy mẫu này thì nó có kích thước của nó là đây. Đấy. 107 x 1.2 x 1.6 x à, 16 mm. Đấy một hộp này thì em đang bán với giá là đấy em có hai loại lưỡi xanh và lưỡi đỏ một hộp này thì em đang bán với giá là 500.000 đồng các bác nhé một hộp là có 100 lưỡi đây một bộ lưỡi của nó đây đấy, được bọc vào khí trên không rất là kín đấy, trong đấy nó có một gói hút ẩm nhé các bác nhé đấy, các bác đừng ngại là, là, bảo là nhà mình dùng ít đấy, nhà mình dùng ít thì dùng lâu nhưng mà không sao cái 25 cái này thì chắc các bác cũng dùng nhanh thôi đấy mà trong trong một gói này nó có một gói hút ẩm nên là các bác có thể sử dụng được để sử dụng được rất lâu nhé mà có hộp sắt này nhé cả hộp sắt này nữa các bác có thể đựng vào được Đấy, bảo quản được cũng là rất là lâu Đấy, một hộp thương hiệu Capucci Đấy, giá rất là hạt rẻ luôn có 5.000 đồng nếu mà tính ra có 5.000 đồng một cái thôi Đấy, rất là rẻ cho chúng ta Đấy. thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân tôi có số hotline 0982 834 004 Đấy. Đấy. các bác đi qua thì cho em dân xin một like và một đăng ký kênh Đấy. để em có thể có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều mặt hàng để sản phẩm để phục vụ quý anh chị Đấy. và các bạn được tốt nhất nhé các bác nhé Đấy. và tiếp theo thì chương trình em xin giới thiệu với các bác là một mẫu búa lùn này Đấy. búa lùn này Đấy. búa lùn búa lùn này thương hiệu của gavani các nhé gavani là của đức Đấy. trọng lượng của nó là nặng 225 trăm hai mươi gram Đấy ờ à, búa này thì là có đúc được cán liền người ta đã đúc sẵn cho bác là cán bằng nhựa lõi thép nhé đấy, cán đúc xuyên qua đây rồi đấy, một khối luôn đấy. mà cán nó bằng nhựa này cầm rất là bền cầm rất là chắc tay này. Đấy, chúng ta không sợ trơn trượt gì cả đấy. đấy nói như làm video mà nói đến nỗi là khán gao cổ rồi đấy, đấy nó có một đầu này là đầu các bác bể đinh ra này đấy đầu này để đóng để đóng đinh vào Đấy, cầm rất chắc tay mà rất là tiện như các bác nhé Đóng đinh rất là chắc tay nhé Ở Sửa chữa gia đình rất là phù hợp như để các bác để vào cái hòm đồ nghề nhé Đấy, nên có các bác nhé bộ, Cái bộ này rất là tiện lợi luôn Nên có trong nhà nhé Đấy, đỡ phải đi mượn mà để con này lâu cũng không sợ bị gì xét nhé Đấy, cán thì bằng nhựa rồi, không sợ cho tay Em này thì em đang bán với giá ra thị trường với giá là 190.000 đồng các bác nhé vâng Các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân Có số hotline 0982 834 004 các bác nhé Đấy. Để tiếp theo chương trình em xin giới thiệu với các bác là một mẫu dao Một mẫu dao gấp đây. Bên em đang bán đây. Mẫu dao này thì thương hiệu của, của nó đây Đấy. Hình dáng của nó khi chưa mở ra đây Thương hiệu của nó đây Ultimate Đấy. Hi 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 cái gì đây thì em nói thật với các bác là thôi Cũng không muốn chỉ có bác thợ đấy. Em chỉ biết là mỗi meet in USA là của Mỹ thôi Đấy. Chúng ta mở ra Chúng ta mở ra Đấy. Nó rất là đẹp nhé cái cán cái cán này nhé ừ. cái cán này chúng ta gấp lại nhé thì đảm bảo các bác là không bao giờ sợ bị quay lại đâm vào tay đấy sản phẩm này các bác nhìn ạ rất là đẹp luôn cho chúng ta nhé rất là đẹp luôn nhé đấy các bác nhìn này đấy made in usa này thương hiệu của nó này rất là tốt nhé đấy sản phẩm rất là đẹp nhé các bác nhé em nói thật là là lâu lắm rồi em mới về được một mẫu dao mà gấp mà lúc rưỡi ra mà nó dài và đẹp như này đấy đúng là dài như kiểu là tây luôn đấy Hôm nay em lại quên không mang kích thước về Nên là không chưa thể đo kích thước cho các bác được Nhưng đã có video em đã đo kích thước cho nó của nó rồi các bác nhé Đấy Thì các bác đặt hàng thì chụp lại màn hình giúp em Đấy Đấy đặt hàng chụp lại màn hình giúp em Đấy. Một mẫu dao rất là tuyệt vời Đâu nhỉ còn Đấy để tiếp theo chương trình thì em xin giới thiệu với các bác là một mẫu khóa Mẫu khóa Khóa số này của thương hiệu là hàng bãi nhật đấy, mật khẩu của nó thì đây mẫu khóa có một mật khẩu riêng các bác nhé đấy, người nhật rất là tỉ mỉ không biết là người ta nếu mà đặt mật khẩu xong là người ta để như này thì à, các bác trộm có ghé thăm không đấy, nhưng mà <laughs> khóa số mà treo mật khẩu này thì các bác nên cất ở nhà nhé chỉ nhớ vào đầu thôi đấy cái mẫu khóa này thì em đang bán với giá là 50.000 đồng đấy một sản phẩm 50.000 đồng một cái thì có nhé đấy. cũng không còn nhiều đâu còn có vài cái thôi nhưng em mang ra đây quay thì chỉ hai cái thôi đấy rất là tiện lợi và và đẹp tuyệt vời cho các bác đấy để tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác đấy mặt hàng thì rất nhiều rất đa dạng đấy đây tiếp theo thì em lại xin giới thiệu với các bác đây cũng là một mẫu dao đấy này đấy cũng là một mẫu dao gấp luôn một mẫu dao gấp đấy nó rất là thanh thoát luôn đấy. mẫu dao này thì đây cái đầu này chúng ta có đầu nhọn để chúng ta phá kính này cầm đập này vào kính mạnh là kính sẽ vỡ như con nhé Đấy, còn đầu này chúng ta sẽ có thể gọt hoa quả này mẫu da này không bao giờ có thể các bác sợ gặp lại được nhé vì nó có một thanh lẫy giữ giữ trong này, này. Đấy, giữ trong này, này, nếu các bác muốn đóng lại nhé các bác mà đóng lại thì các bác gạt và để gạt cái này sang Đấy, gạt sang rồi có đẩy nhẹ nhàng là nó xuống bỏ tay ra đẩy nhẹ nhàng là nó xuống Đấy, lúc mở ra thì cũng rất là bật ra thôi Đấy, mở ra xuống đây này Đấy, sản phẩm rất là tuyệt vời nhé các bác nhé Đấy. Một mẫu dao gấp rất là tuyệt vời Mẫu này thì em đang bán với giá là 250.000 đồng các bác nhé Mẫu này là 250.000 đồng Đấy Các bác đặt hàng thì liên hệ với em Em dân 0982834004 Đấy Sản phẩm bên em thì rất nhiều Đa dạng và phong phú Đấy Rất đa dạng và phong phú Đấy, Đấy. Đây còn một mớ dây điện nhật bãi đây Đấy những cái dây nào mà hai ổ à, 4 ổ trở lên thì em đang bán với giá là 200.000 đồng các bác nhé Đấy, còn ổ mà dưới hai lỗ à dưới 4 lỗ thì là em đang bán với giá là 150.000 đồng này du dây điện đấy nhé Julo dây điện này rất là đẹp nhé đấy, sản phẩm đẹp thì em đang bán với giá là 1 triệu 500.000 đồng nhé 1 triệu 500.000 đồng có hai loại màu dây luôn màu trắng và màu đen nhé các bác chọn màu nào cũng được đấy Vâng và em xin phép được dừng video tại đây Đấy, cũng chuẩn bị sang năm mới rồi thì kính chúc cô quý cô bác anh chị một năm mới thì tràn đầy sức khỏe an khang thịnh vượng đấy làm ăn thì phát tài cảm ơn các bác em xin phép dừng video ở đây cảm ơn các bác đã xem video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau xin cảm ơn các bác